Xin giới thiệu với các bác nhé, một mẫu kéo mới nhà em nhé, kéo Kabushi, chuyên cắt cành cây cực kỳ to đấy. Chốt khóa này các bác nhé, chốt bi ở rãnh ở giữa này, rất là tiện lợi. Mà cái chốt này ít khi hỏng lắm, không bao giờ hỏng đâu. Đấy. Em về với số lượng có hạn nhé, bác nào có nhu cầu inbox nhé. Công nghệ của Nhật, hàng cực kỳ sắc bén. Đây, về ít đi giao cho khách luôn đấy nhá. Đó. Nhà còn từng này thôi nhé, bác nào có nhu cầu inbox lại nhé.